Mẹ ruột nữ sinh Diễm My tỉnh Thất Bồng Lai bật khóc, chia sẻ về những xáo trộn khi con gái mất tích. Ngày 16 tháng 5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An phát đi quyết định truy tìm Võ Thị Diễm My. Diễm My được truy tìm để triệu tập về phục vụ công tác điều tra liên quan tới vụ án, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai. Trước đó, Công an tỉnh Long An nhận được đơn của người thân Diễm My về việc cô gái này mất tích. Ngoài ra, thời gian qua, gia đình cũng tố cáo về việc những người ở tỉnh Thất Bồng Lai có những hành vi lạm dụng, xâm hại đến Diễm My. Trước thông tin này, bà Đoàn Thị Tuyết Mai, mẹ ruột của Võ Thị Diễm My, mới đây đã có những chia sẻ với báo chí. Nhắc về vụ việc con gái mất tích bấy lâu nay, bà Tuyết Mai cho biết, gia đình đã tìm đủ mọi cách để tìm kiếm con gái nhưng vẫn chưa có kết quả nào rõ ràng. Bên cạnh đó, trong khi gia đình đang gặp những rắc rối, vợ chồng bà cũng thường xuyên bị cộng đồng mạng tấn công. Bản thân bà Tuyết Mai từ ngày con gái mất tích cũng thường xuyên đau ốm, nhưng ngày nào chưa tìm thấy con, bà vẫn phải cố gượng dậy để tìm kiếm con. Về phía ông Thắng, bố ruột của Diễm My cũng cho hay, trước đây Diễm My hoàn toàn bình thường, từ những ngày tiếp xúc với những người trong tỉnh Thất Bồng Lai thì thay đổi tính tình. Từ đó nó rất sợ gia đình đưa nó về nhà, bị đầu độc tư tưởng, nó đánh mất đi bản năng con người, là con của ai nó không nhớ được. Lần thứ hai, tức là lần cuối nó đi là ngày 11 tháng 6 2020, đến ngày hôm nay cũng chưa có tung tích, ông Thắng cho biết. Hiện tại ông Thắng và gia đình vô cùng lo lắng cho Diễm My. Con nó đi một ngày đã lo rồi, huống chi nó đi 2 năm mình không biết tung tích, giờ chỉ mong cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm.